Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có những cái ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, đúng cái dịp cuối tuần này thì như thời tiết hôm nay đây, quý vị và các bạn thấy đây ạ, rất là đẹp trời. Trời thì nó có vẻ là rất là ấm áp và không nắng và cũng pha một chút sương. Cho nên là cái không khí của ngày hôm nay rất là đẹp, rất thích hợp cho những cặp đôi hoặc là những gia đình có thể đưa nhau đi đến những cái chỗ vui chơi, giải trí, nghỉ ngơi. Thì quả thật là tuyệt vời cho cái ngày hôm nay. Tôi chúc quý vị và các bạn cùng gia đình của mình có cái ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, đúng cái ngày nghỉ cuối tuần như thế này thì chúng tôi vẫn làm việc, vẫn phục vụ quý khách bằng cách là chúng tôi đem những chiếc xe mà chúng tôi vừa mới mua về được đem ra để quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn ạ. Và trước máy quay của chúng tôi ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe Toyota Altis phiên bản G. Phiên bản G tức là cái phiên bản số tự động, bản đủ đấy ạ. Số tự động, và chiếc xe được sản xuất năm 2013, đăng ký năm 2014. Một chủ từ đầu và biển Hà Nội ạ. Nhắc đến một chủ từ đầu thì quý vị và các bạn cũng biết đấy ạ, chiếc xe thường là những chiếc xe một chủ từ đầu thì rất là đẹp ạ. Và hai lốp trước thì đã thay rồi, còn hai lốp nữa thôi. Hai lốp vẫn là hai lốp của theo xe và hai lốp phải thay rồi. Và cái chiếc xe này mới lăn bánh được có hơn 7 vạn km thôi, cho nên là nó còn rất là đẹp. Và cái phiên bản G thì nó là cái phiên bản đủ hết rồi ạ. Có nó hơn những cái bản E, tức là có cả cảm biến lùi này, đầu DVD này, màn hình này, camera lùi này, ghế là ghế chỉnh điện ạ. Đấy, tôi sẽ quay cho quý vị và các bạn cùng xem. Còn rất là mới, rất là đẹp luôn đấy ạ. Đấy, tất cả còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Cảm biến lùi nguyên bản theo xe đây ạ. Phía sau là có cảm biến lùi nguyên bản theo xe. Cảm biến lùi, camera lùi đã có đầy đủ hết rồi. Và quý vị và các bạn thấy đây ạ, nước sơn cũng còn rất là đẹp ạ. Nước sơn còn rất là đẹp luôn đấy ạ. Chiếc xe này thì không có bị đâm đụng, không va chạm gì cả. Máy móc nguyên bản ạ, keo chỉ cũng còn zin hết ạ. Chúng tôi cam kết là keo chỉ zin, không mất một phân keo chỉ nào cả. Xi nhan thì cũng được tích hợp trên gương. Gương chiếu hậu là gương chỉnh điện rồi đấy ạ. Đấy, rất là đẹp, rất là mới đấy ạ. Tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem từ nội thất cho đến ngoại thất ạ. Đây là cái cặp đèn pha của xe này. Xe cũng đã có cả đèn pha, đèn gầm đầy đủ rồi. Rất là mới, rất là đẹp. Một chiếc xe Toyota Altis phiên bản G 1.8 số tự động, sản xuất năm 2013. Và đây tôi quay cho quý vị bạn xem mà cái dàn lốp của nó thì đã thay hai lốp rồi. Còn lốp này vẫn là lốp 2013 đây ạ. Sản xuất năm 2013 và cái lốp vẫn là date 2013 đây quý vị các bạn nhé. Cái date lốp còn 2013 mà nó còn mới, còn dày như thế này. Đấy, mới lăn bánh được có hơn 7 vạn km thôi. Rất là đẹp. Về ngoại thất thì rất là đẹp rồi. Đấy, tôi quay cho quý vị các bạn xem về cái phần nước sơn đây này. Nước sơn rồi nền này, không có bị đâm đụng, không bị va chạm gì đâu. Rất là mới. Cụm đèn đây ạ. Đây là cái cụm đèn hậu, cũng còn rất là mới, chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là nó còn rất là mới, rất là đẹp như này đây ạ. Phiên bản Corolla Altis. Corolla Altis đây, 1.8 ạ. Đèn hậu rất là đẹp. Chưa có bị nứt vỡ cong vênh gì cả. Rất là mới ạ. Phần nội thất nó đẹp như vậy rồi thì sau đây thì tôi sẽ quay cho quý vị các bạn xem về cái phần ngoại thất, xem là cái ngoại thất nó như thế nào ạ. Mời quý vị và các bạn. Đây là cái phần nội thất của chiếc xe. Bắt đầu bước vào cái phần nội thất thì chúng ta xem qua về cái phần keo chỉ đã nào. Sau 7 năm sử dụng rồi thì tôi cũng phải quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem keo chỉ còn không.
đâm đụng va chạm gì không ạ? Đây ạ, còn nguyên bản hết ạ. Đấy. Ốc bản lề này, các thứ này còn nguyên bản hết ạ. Và cái táp bi cửa rất là đẹp, rất là mới đây ạ. Đấy. Rất là mới. Và ở cái phiên bản G này thì quý vị và các bạn thấy nó khác biệt so với những cái phiên bản khác ạ. Đó là ghế da. Ghế da nguyên bản theo xe và có ghế chỉnh điện ạ. Đấy, đây chính là cái ghế chỉnh điện mà cái phiên bản G bản đủ mới có ạ. Gương chiếu hậu gập điện này. Đấy. Tích hợp âm thanh vô lăng, vô lăng bọc da. Đấy. Và nội thất thì quý vị các bạn thấy đây ạ, rất là mới, rất là đẹp ạ. Và nhìn chung thì những cái dòng xe của Toyota thì nó rất là bền. Cho nên là có chạy có 7 năm chứ 17 năm thì vẫn chưa thành vấn đề gì cả quý vị các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Lát nữa thì tôi quay chi tiết hơn ạ. Đây là cái phần nội thất từ phía sau này. Nội thất từ phía sau. Đây là cái cánh cửa phía sau đây ạ. Keo chỉ cũng còn nguyên, còn zin, còn đẹp luôn đấy ạ. Táp bi cửa cũng còn rất là đẹp, rất là mới ạ. Đây, cái phần nội thất ở đằng sau này thì quý vị các bạn thấy cái phần ghế da này. Những chiếc xe ô tô con mà chạy cá nhân thì thường là chỉ có chạy ghế lái nhiều thôi, chứ còn những cái đằng sau này thì ngồi rất là ít, cho nên nó còn rất mới đấy ạ. Quý vị các bạn nhìn thấy cái phần da đây ạ. Nếu như chạy nhiều thì là nó sẽ rất là cũ rồi. Còn nếu như mà chạy ít thì nó mới mới được đẹp như thế này đấy ạ. Đấy. Rất là đẹp luôn. Và đây tôi sẽ quay về cái phần nội thất cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. Xe thì cũng đã được trang bị đầu DVD, camera lùi. Đấy. Có cả đầu DVD luôn này. Camera lùi này. Đồng hồ đây. Cho quý vị và bạn xem. Đồng hồ. Công tơ mét hơn 7 vạn rồi ạ. Đấy, 7 vạn 2 ạ. Cụ thể là công tơ mét này đã lăn bánh được 7 vạn 2 km rồi. Vô lăng, cần số rất là đẹp, rất là mới. Tay phanh, đấy, cũng rất là đẹp luôn. Tất cả về cái phần nội thất này, phần nhựa này, phần nhựa của táp lô này, phần nhựa của táp bi này, đều mới luôn ạ. Rất là đều xe đấy ạ. Đấy. Quý vị các bạn thấy không? Mới không? Đây là chiếc xe này chúng tôi vừa mới mua về, còn dọn dẹp chưa hết đây này, vẫn còn đồ đạc của chủ xe đây này. Tôi còn chưa bỏ ra đây ạ. Đây là những cái mà chủ xe để lại đây này. Tôi còn chưa dọn dẹp ra nhé. Còn nguyên hết. Đấy. Rất là đẹp. Phải nói là rất là mới luôn đấy ạ. Sau đây thì tôi sẽ cho quý vị và các bạn xem về cái phần cốp sau, xem lớp sơ cua nó như thế nào ạ. Chúng ta sẽ mở cái cốp sau đấy ra. Mở cái cốp sau ra xem nào. Đấy. Đầu tiên thì tôi vẫn cho quý vị và các bạn xem về cái phần keo chỉ đã. Đây, phần keo chỉ này. Đấy, còn nguyên bản này. Keo chỉ nguyên bản luôn. Đấy. Tất cả là còn nguyên bản và còn rất là đẹp luôn. Lốp sơ cua này. Lốp sơ cua cũng rất là mới. Kích đồ nghề còn nguyên hết cả luôn ạ. Và cái phần này thì cũng chủ xe cũng không hay để đồ mấy, cho nên là cái nỉ nó mới đẹp như này đây. Quý vị các bạn thấy cái nỉ rất là mới. Rất là mới, rất là đẹp luôn. Đấy. Rất là đẹp xe. Và đây là cái cánh cửa sau bên phụ. Keo chỉ cũng còn nguyên bản hết ạ. Đây là cái phần keo chỉ này. Còn nguyên bản này. Phần nhựa táp bi này. Ốc bản lề này. Nguyên bản hết luôn. Tất cả là còn nguyên bản hết luôn đấy ạ. Rất là mới ạ. Trần xe đây. Tôi cho quý vị và bạn xem về cái trần xe nó rất là sạch sẽ. Ở cái phiên bản Altis này thì phần lớn là những chủ xe là những người đứng tuổi rồi đi, chứ thanh niên thì ít đi Altis. Cho nên là những cái chủ xe của những cái xe Altis này thường là rất giữ gìn, chứ không như những xe Vios. Vios thì nó lại ở cái phân khúc thấp hơn. Phần lớn là anh em thanh niên hoặc là trung tuổi thì chạy dịch vụ thì chạy rất là nhiều mà lại không giữ gìn bằng những chiếc xe này. Altis hoặc Camry, tức là phân khúc C hoặc phân khúc D, thì đều là những người
trung tuổi trở lên rồi chạy cơ, chứ thanh niên thì ít, mà những người trung tuổi thì thường là. Đây là cái phần ốc bản lề này, ốc bản lề của cánh cửa phía sau này. Tem của nhà sản xuất đây, thưa với quý vị các bạn, chiếc xe được sản xuất năm 2013 đây quý vị các bạn nhé. Sản xuất năm 2013 và sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam thôi. Toyota Việt Nam lắp ráp thôi ạ. Đấy. Và tất cả về cái phần nhựa đây rất là đẹp, rất là mới luôn. Rất là đều xe. 15 bánh có 7 vạn 2 thôi thì quả nó là rất là đẹp rồi. Và đặc biệt là những chiếc xe của Toyota thì quý vị và các bạn biết rồi đấy. Nó bền luôn đấy ạ. Chúng tôi đang nói vui là những cái xe của Toyota nó là nồi đồng cối đá rồi. Nó đi sâu vào lòng người Việt Nam mình rồi. Toyota hoặc Honda thì đều là những cái dòng xe thương hiệu của Nhật, rất là nổi tiếng và lại rất là bền ạ. Không có gì phải bàn về chất lượng nữa đâu ạ. Sau đây thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái phần động cơ của chiếc xe ạ. Toyota cũng đã trang bị cho chiếc Atit G2013 này là một cái khối động cơ đua VVT-i và động cơ xăng 1.8 lít đấy ạ. Đây, thưa với quý vị và các bạn, động cơ đua VVT-i rồi. Và là động cơ xăng 1.8 lít. Chúng tôi đang quay trực tiếp cho máy đang nổ đấy quý vị và các bạn nhé. Quý vị và các bạn có nghe thấy không? Nó rất là êm. Máy của động cơ của Toyota thì nó rất là bền. Với hơn 7 vạn này thôi thì nó chưa có vấn đề gì cả. Đấy. Anh em kỹ thuật của Toyota nói vui, và kể cả nói vui là nếu như chạy hơn 1 vạn thì gọi là hết rốt đa thôi. Đấy. Chưa vấn đề gì cả, hơn 7 vạn thì chả thành vấn đề gì cả. Cái ô tô thì chạy cứ vài chục vạn cũng chả vấn đề gì luôn. Đấy, và ốc cabo này. Keo chỉ này, keo chỉ này là chúng tôi cam kết là keo chỉ còn nguyên zin nhé. Chưa mất một phân keo chỉ nào đâu. Keo chỉ còn zin, ốc cabo còn zin. Ốc chân máy cũng còn zin luôn ạ. Máy thì rất là đẹp. Đây, quý vị và bạn xem, tôi mở hẳn cái nắp ra cho quý vị và bạn xem. Máy rất là mới luôn. Quý vị và bạn thấy nó sáng không ạ? Cái phân biệt được xe chạy nhiều hay chạy ít thì chúng ta có thể nhìn cái máy này cũng biết được luôn ạ. Máy nếu như chạy nhiều thì nó không sáng như thế đâu. Cái phần kim loại nó sẽ xỉn cơ. Đánh đi cũng không hết được ạ. Vì nó chạy ở cái thời gian nó cái độ nhiệt độ nó nóng dài, hay chạy đường dài đấy, nó nóng dài hoặc là chạy lâu chạy nhiều, nó sẽ xỉn đi cơ, chứ nó không được mới như thế này đâu ạ. Đấy. Rất là đẹp ạ. Cái máy này thì chúng tôi cam kết là máy móc nguyên bản này. Quý vị các bạn thấy luôn đấy ạ. Tất cả từng con ốc một, con ốc nào nó cũng còn nguyên bản hết đấy ạ. Chưa có dấu hiệu của sự tháo lắp ra đâu. Đấy. Quý vị các bạn có thể yên tâm tuyệt đối về chiếc xe Atit này. Động cơ thì thông minh rồi, đua VVT-i, tiết kiệm nhiên liệu ạ. Đấy, rất là đẹp. Yên tâm luôn về chất lượng của chiếc xe này. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Atit G2013 này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 520 triệu đồng. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, chỉ 520 triệu đồng thì quý vị và các bạn được sở hữu ngay một chiếc xe Toyota Atit phiên bản G 1.8 này ạ. Và nếu như quý vị và các bạn chưa thu xếp đủ tài chính, có nhu cầu trả góp, chúng tôi có thể vẫn làm trả góp được cho quý vị các bạn ạ. Đời 2013 trở lên thì chúng tôi vẫn có thể làm trả góp, vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị các bạn vay tối đa đến 70% giá trị của xe ạ. Đấy, cho nên là quý vị các bạn có thể yên tâm. Nếu như quan tâm thì quý vị các bạn cứ qua xem về cái chất lượng đã. Sau đó nếu như ok và chất lượng thống nhất được chất lượng ok được chất lượng thì chúng ta có thể thống nhất cái giá cả. Sau đó chúng ta có thể làm thủ tục thanh toán trả thẳng hoặc trả góp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. We'll be right back.
À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.